Kính thưa Thánh của Chúa, chúng ta cùng với nhau ca ngợi cảm tạ Chúa về công việc Chúa ban cho chúng ta và cầu thay những việc mà chúng ta cần sự giúp đỡ của Ngài. Mùa Giáng sinh đã đến và xin Ngài giúp đỡ cho tất cả con dân của Chúa đều sẽ hết lòng, hết sức mà lo công việc của Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa đã cảm động mục sư Nguyễn Hiền, mục sư Đoàn Anh Tuấn, mục sư Đoàn Rưu Tuyên trở về thăm Hội Thánh để cộng tác truyền giảng phúc âm, cầu nguyện chữa lành, cầu nguyện đuổi quỷ, cầu nguyện giải cứu những người cai nghiện ma túy và giúp những hộ nghèo, yểm trợ quỹ cất nhà nguyện, trang bị máy lọc nước và dạy đàn cho các sinh viên lớp cử nhân. Và đó là điều chúng ta cảm ơn Ngài vì các đệ tử của Chúa dù sống ở xa cũng không bao giờ quên Hội Thánh ở quê hương. Chúng ta cảm ơn Chúa vì một tổ chức cơ đốc đã thông qua một sư quản nhiệm Hội Thánh Baptist Hồng Ân tại Hà Nội giúp cho nhiều thanh niên giáo hạt Tây và Đông Bắc được học nhạc lý miễn phí và còn tài trợ ăn ở với 500.000 đồng tiền xe cho mỗi người. Rất là vui, cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì anh em bên Lào đi thăm tín đồ và con đường lầy lội đó thì không thể tưởng được. Và tôi không biết là con đường này đi mấy tiếng đồng hồ mới qua nổi. Và cảm ơn Ngài vì khóa huấn luyện của Hội Thánh tổ chức về các ban hướng dẫn thiếu nhi thì đã có kết quả. Và đây là lớp dạy Kinh Thánh thiếu nhi ở tại giáo khu Salavan, một hội thánh thuộc giáo khu Salavan. Và chúng ta đã nghe nhiều lắm về hội thánh ở tại A Chưng. Hội thánh A Chưng gồm có 11 gia đình tín đồ bị đuổi ra khỏi làng mà họ phải đến một nơi gọi là A Chưng để họ cùng sống với nhau. Và tôi đến thăm ở đó 3 lần rồi. Và điều tội nhất là người dân của chúng ta không được ai mướn làm gì hết. Họ không cho. Đến nỗi thiếu nhi cũng không được đến trường. Nhưng mà Chúa không bỏ các cháu. Một ân nhân đã giúp đỡ để chúng tôi mua bàn ghế về trang bị. Rồi vợ của quản nhiệm là người đã học lớp 12 rồi thì sẵn sàng dạy các cháu miễn phí. Một điều cảm ơn Chúa nữa là ân nhân cũng đã giúp để sau này sẽ cất một lớp học cho các cháu. Vì ở đây là cái nơi thờ phượng Chúa và đồng thời cũng là nhà của quản nhiệm Văn Thòn. Cho nên mọi điều Chúa làm là rất là đẹp. Cảm ơn Ngài. Và tại đây chúng tôi cũng đã đào mũi giếng mà nước rất là tốt cho anh em luôn. Mọi Chúa chu cấp mọi sự và Chúa không quên anh em mình. Một bà cụ tin Chúa bị các con trong nhà đuổi đi. Và thầy Hồ Văn Tâm đã dẫn bà về nhà để nuôi dưỡng bà. Và cảm ơn Chúa về lòng của thầy Hồ Văn Tâm đối với con dân Chúa. Đây là huấn luyện ban phụ nữ và ban nam giới do hạt Lào. Chúng ta cảm ơn Ngài. Huấn luyện ban thanh niên và thiếu nhi giáo hạt Lào. Huấn luyện ban thanh niên, ban thiếu nhi thuộc giáo hạt Lào. Vì ở nhiều nơi anh em tổ chức để cùng lo công việc nhà của Chúa. Vì giáo hạt Lào hiện nay đã lên đến hơn 200 hội thánh rồi. Và việc huấn luyện ở nhiều nơi là đều cần thiết. Vì không thể hợp lại chung một nơi. Vì tình hình Lào cũng khó như tình hình Việt Nam. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì trong 3 tháng vừa qua, giáo hạt Phú Yên đi truyền giáo. Và dầu trời mưa lạnh, anh em đi và Chúa ban cho anh em có 23 người tiếp dẫn Chúa. Chúa ban thưởng cho anh em. Ở miền Bắc thì quản nhiệm giáo hạt Tây Bắc cũng đã dùng xe riêng của mình để đi thăm mọi nơi. Và
tôi cũng đi với ông nhiều lần và rất nhiều lần xe hư, nhưng mà ông vẫn đi để lo công việc Chúa. Và tôi cảm ơn Chúa vì tấm lòng anh em dâng hiến mọi sự cho Chúa, không tiếc gì với Ngài. Chúng ta cũng cảm ơn Chúa nhiều lắm vì cớ ông cũng đi đến một hội thánh ở tại Una 2 Lai Châu để tặng cái thánh hờ mông cho anh em. Vì hội thánh chúng ta thì Chúa ban cho chúng ta có một ngân quỹ kinh thánh rất là rộng rãi để có thể giúp đỡ cho tất cả mọi con dân Chúa có được kinh thánh, và chúng ta giúp đỡ cả những con dân Chúa thuộc các hệ phái khác nếu họ cần kinh thánh để đọc. Chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì chương trình huấn luyện các hội thánh miền Bắc như Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên của Tổng ủy viên Nam Giới, và ông đem lại phước hạnh cho tất cả anh em ở cái vùng ông đã đến. Và chương trình đó cũng đem lại sự gắn bó giữa các đệ tử của Chúa với nhau. Cảm ơn Ngài. Hội thánh của Chúa Sìn Khâu sau khi ngừng 2 tháng vì hết tài chánh xây cất thì bây giờ đã được Chúa tiếp trợ. Và hội thánh mục sư Đoàn Anh Tuấn mới vừa gửi cho họ 200 triệu, và tôi đã gửi đợt đầu cho họ 100 triệu rồi. Họ bắt đầu lập mái và họ cho biết rằng họ sẽ hoàn tất trong một thời gian ngắn nữa để làm lễ cung hiến trước lễ Giáng sinh. Và tôi cảm ơn Chúa vì hội thánh Sìn Khâu, hội thánh này có hơn 300 tín đồ và ngôi nhà nguyện của họ anh em nói với tôi là đẹp lắm ông mục sư ơi. Và tôi cũng cảm ơn Chúa vì tấm lòng của anh em. Và xin nhớ ở đây đó là chính họ đã dâng 500 triệu. 300 triệu là do các con cái của Chúa đã góp quỹ trong nhiều năm. 200 triệu nữa anh em mượn ngân hàng, và anh em quyết định 200 triệu đó sẽ được trả trong mùa này. Nhưng mà họ cần gấp 200 triệu nữa, tức là 700 triệu tất cả, để có thể hoàn tất nhà nguyện. Cho nên Hội Thánh Mục Sư Tuấn đã cảm động và dâng. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh Nậm Dính gồm có 53 hộ, 257 tín đồ dân tộc Hồ Mông. Họ đã chuẩn bị đất nền rất là rộng rãi, rồi gỗ rất nhiều. Và tôi có nhiều ảnh bì gỗ của họ chuẩn bị hết. Họ đang cần 100 triệu để xây dựng. Xin Chúa cảm động ân nhân giúp đỡ cho họ. Họ đã hết lòng lo và họ cần nơi nhóm lại vì số tín đồ quá đông. Hội thánh của Chúa ở tại Tỉa Mà Mũ cũng đã chuẩn bị xong đất. Họ cũng đã vào rừng để kéo gỗ. Và hình ảnh họ làm mọi việc bằng tay làm cho tôi luôn luôn nhìn và sung sướng vô cùng. Và không những là nam mà nữ cũng đi, họ cũng kéo gỗ khỏe lắm luôn. Và họ đang cần Chúa ban cho 100 triệu để cất nhà nguyện ở tại nơi của họ, Tỉa Mà Mũ. Tỉa Mà Mũ thì có tất cả là 181 tín đồ. Xin cầu nguyện cho họ. Xin cầu nguyện cho ban âm nhạc thanh thiếu niên hội thánh ở Giao Hạt Nam Đắk Lắk. Họ chuẩn bị tổ chức truyền giảng và tôi thích thú vì tấm lòng của các cháu tự động đứng lên họp với nhau để lo truyền giáo. Và tinh thần thanh niên, điều đó tôi mừng là vì cứu các cháu ra khỏi những vui chơi của trần gian và đưa các cháu vào công việc nhà của Đức Chúa Trời. Xin Hội Thánh cầu thai cho Hội đồng Tổng hội từ ngày 23 đến 25 tháng 10 năm 2024 ở tại đây. Xin cũng cầu nguyện cho các Hội Thánh khu vực Atapu đang lớn mạnh và họ đề nghị chia thành 3 khu vực vì mỗi khu vực cách nhau xa quá. Và tôi xin cầu nguyện để sự soi sáng của Chúa, vì chia ra càng nhiều khu vực thì việc chăm sóc lại càng khó quá luôn. Cho nên tôi bối rối lắm. Anh em cầu nguyện cho. Và như ở bên Campuchia bây giờ,
là 392 hội thánh rồi, mà có một giáo hạt thôi. Ở bên này có nhiều giáo hạt của chúng ta chỉ có 30-40 hội thánh thôi, mà họ là 392 hội thánh mà một giáo hạt. Đáng lẽ họ phải chia ra làm 4-5 giáo hạt, thì xin lỗi, họ xin thành 2 giáo hạt tôi cũng chưa đồng ý. Vì tôi biết rằng càng nhiều giáo hạt tôi càng không đi nổi. Xin Chúa cho có cách nào để lo cho công việc nhà của Chúa đang quá lớn, quá mạnh. Xin Chúa cho Thánh Phúc Âm Phú Nhuận 2 sẽ tìm được nơi để nhóm lại thờ phượng Chúa. Hiện nay họ đang tạm nhóm buổi chiều ở tại đây. Hội thánh của họ đang tăng trưởng từ hơn 20 người lên 30 người. Và họ đang nhờ ơn Chúa tổ chức rất là mạnh mẽ. Hội thánh được tổ chức bởi ông mục sư Julius, là con tinh thần của tôi. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tại các huyện của tỉnh Nghệ An có trên 40 tín đồ dân tộc Thái, 3 gia đình tín đồ dân tộc Khơ Mú, 150 đến 200 tín đồ dân tộc Hồ Mông, 100 đến 120 tín đồ dân tộc Thổ. Phần nhiều các tín đồ trên đều chưa được nhóm lại theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Chúng ta không ngờ con số đông như vậy, phải không? Tất cả những bạn tôi ở các hệ phái khác đều nói với tôi rằng rất ngạc nhiên về hội thánh của mục sư có hội thánh ở tại Nghệ An nhiều như vậy. Tôi nói tất cả là bởi ơn thương xót của Chúa. Nhưng mà điều chúng ta đã cầu xin và chúng ta tiếp tục cầu xin đặc biệt để anh em ta được nhóm lại, người Thổ, người Khơ Mú, người Hồ Mông, người các dân tộc khác, người Thái, họ được nhóm lại thờ phượng Ngài. Hội thánh của chúng ta trong tuần này, những người nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài và vì các phép màu mà Ngài đã làm cho con loài người. Vì Ngài làm cho lòng khát khao được thỏa thích và lòng đói khát được mãn nguyện với những điều tốt lành. Xin Chúa làm điều đó, cho lòng khát khao tới được thỏa nguyện. Lòng khát khao em ta được nhóm lại thờ phượng Ngài, được thỏa nguyện. Nguyện Chúa trả lời của chúng ta. Mời ta đứng dậy, chúng ta cầu nguyện. Là Chúa ưu dấu của con cảm ơn Chúa rất nhiều vì Ngài đã cảm động lòng của mục sư Hiền, mục sư Tuấn, mục sư Tuyên về để hết lòng cộng tác với hội thánh của Chúa, rồi dâng hiến rất nhiều để giúp đỡ cho công việc xây nhà nguyện, dạy dỗ, cầu nguyện chữa lành, cầu nguyện đuổi quỷ, cầu nguyện giải cứu những người nghiện ma túy. Và tất cả mọi điều đó bởi lòng yêu mến của Ngài, bởi lòng yêu mến của họ đối với Chúa, đối với hội thánh của Ngài. Con cảm ơn Cha rất nhiều. Hỡi Cha, con cầu nguyện với Cha xin Ngài ban phước thật nhiều để Chúa ban phước cho một tổ chức cơ đốc để giúp đỡ cho các thanh niên của chúng con có thể học lời của Ngài. Con cầu nguyện xin Chúa ban phước cho anh em con đi truyền giáo, dù khó khăn cực khổ cách nào, anh em con cứ tiếp tục đi và chắc chắn Chúa sẽ ban thưởng cho họ. Xin ban phước cho việc dạy thiếu nhi ở tại A Chưng, ở tại Salavan và nhiều nơi khác. Con cầu nguyện cho một bà cụ ở chỗ hội thánh của Hồ Văn Tâm, thì hội thánh đó lo cho bà cụ, ngày chăm sóc, ngày tiếp trợ cho họ. Vì con biết Tâm cũng rất là nghèo. Xin Cha ban phước cho. Là Cha của con, xin Ngài nhớ đến tất cả hội thánh của Chúa ở tất cả các vùng miền của chúng con. Anh em đi truyền giáo và Chúa đã ban cho kết quả.
Gia Phú Yên có được 23 người tín Chúa trong thời gian 3 tháng qua là điều con mừng lắm. Vì giao hạt này một thời gian dài rất là khô hạn. Hỡi Chúa là Đấng đã ban mưa phước lành, xin tiếp tục ban cho hội thánh của Ngài. Con cùng nguyện với Chúa xin giúp đỡ cho giáo hạt Tây Bắc được ơn của Ngài. Ngài giúp đỡ cho ông Mục Sư Sinh để đội xe của ông được Chúa bảo vệ, để tiếp tục ông đi lo công việc nhà của Chúa. Xin đầy ơn Ngài trên việc phân phát Kinh Thánh cho tất cả mọi nơi. Xin đầy ơn Ngài trên công việc nhà của Chúa, để rồi công việc của Tổng Ủy viên Nam Giới đi, đem lại kết quả vui thỏa cho anh em. Các bà Nam Giới được gây dựng phước hạnh trong ơn của Chúa ban cho. Cùng với cho việc xây dựng hội thánh ở tại Sìn Khâu, hội thánh ở tại Nậm Dính, hội thánh Tỉa Mà Mũ, Ngài cho các nơi được Chúa tiếp trợ đầy đủ để anh con lo công việc của Ngài. Anh em con đã vào rừng để kéo gỗ, biết bao nhiêu cực khổ, họ cũng không đủ tài chánh để lo mái tôn và nền nhà. Xin Ngài ban cho họ theo lòng nhân từ của Ngài. Con xin Chúa làm việc lớn của Ngài cho ban âm nhạc của hội thánh ở tại Nam Đắk Lắk, để các giáo truyền giảng và có kết quả cho nhà của Chúa. Lạy Chúa, hội đồng tổng hội sẽ thực hiện trong tuần này, Ngài ban phước cho hội đồng tràn ngập ơn của Ngài, Ngài đụng chạm đến từng đầy tớ của Chúa, cho mỗi người biết ý Chúa để lo thế nào cho công việc nhà Đức Chúa Trời, để càng lúc công việc Chúa càng phát triển hơn. Hỡi Cha, con cùng với Chúa cho hội thánh Atapu, họ muốn chia thành 3 khu vực nhỏ nữa. Hội thánh Campuchia muốn chia thành 2 giáo hạt, mà con biết rằng không đủ sức để lo. Ngài giúp cách nào để chúng con có thể lo được công việc của Chúa, để anh em con được chăm sóc một cách đầy đủ và danh Ngài được vinh hiển qua kết quả của hội thánh của Ngài. Con cầu nguyện cho anh em con ở tại Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn thuộc Nghệ An. Anh em con là người Thái, người Thổ, người Khơ Mú, người Hờ Mông. Anh các em muốn được nhóm lại thờ phượng Ngài. Hỡi Chúa, xin đừng quên họ. Xin đưa cánh tay của Ngài ra, Ngài lay động mạnh mẽ cánh tay của Ngài, để tâm lòng nào không đồng ý thì hỡi Chúa, Ngài làm cho tấm lòng nó được Chúa lay động, được Chúa cảm động, để rồi đồng ý với hội thánh, để chúng con được nhóm lại theo hiến pháp và pháp luật. Hỡi Cha, xin ban phước cho. Lạy Chúa, nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài, vì các phép màu của Ngài. Và nguyện Ngài làm cho chúng con thỏa nguyện vì những điều chúng con xin với Ngài. Hỡi Cha, bởi lòng thương xót, xin nhậm lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mời thánh ngồi.